Một con cá voi xám dài hơn 15 mét, đường kính bụng cá hơn 1 mét. Con cá nặng khoảng hơn 3 tấn đã trôi dạt vào bãi biển ở thôn 1, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào trưa ngày 1 tháng 11 2013. Rất đông người dân địa phương đã kéo ra bãi biển Hải An để tận mắt thấy con cá voi to nhất từ trước đến nay trôi dạt vào đất liền ở đây. Con cá voi này đã bị thối rữa, bị mất nhiều vây bên trái. Chính quyền địa phương đã cùng người dân địa phương đưa xác con cá voi lên bờ, xử lý ô nhiễm và chôn cất cá voi theo tập quán của địa phương.